Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để giới thiệu một sản phẩm mới của nhà mình. Đấy. Trước mặt các bạn đây là một con siêu trầm điện. Đấy. Siêu trầm điện Bát 30. Đấy. Dòng này là dòng trầm điện JBL nha các bác. Đấy. Đây là cấu hình mặt trước của nó. Đấy. Cấu hình này các bác bày ở phòng khách nhá. Đấy. JBL đây các bác, đây là lỗ ống thông hơi nhá. Con này là bát, cấu hình của nó là bát ở dưới mặt úp nha các bác. Đấy. Bát mặt úp. Đấy, sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết về bên về đằng mặt sau, bảng mạch và cấu hình mặt của bát củ bát. Đấy. Đây là cấu hình bảng mạch của nó nhé các bác nhá. Đấy. Đây là bảng mạch của nó đây này. Đấy, em cho sáng đi để cho các bác xem dễ. Đấy. Cấu hình bảng mạch của nó là bảng mạch JBL. Đấy. Gồm hai volume. Một volume là chỉnh to nhỏ của trầm, một volume là để chỉnh tiếng bát đấy. Các bạn thích nhiều tiếng bát hay là ít tiếng bát đấy. Còn đây là hai bên rắc hoa sen đấy, một rắc một đường vào đấy. Còn đây là công tắc nguồn nha các bác đấy. Còn đây là đường rắc ba chân, đường nguồn vào nhá. Đường nguồn vào nó rắc như giống như các cái rắc của đẩy, rắc của vang rồi nọc đấy. Bây giờ thường người ta làm rắc như này đấy. Đấy. Mạch của nó là mạch JBL. Đấy, bát cũng là JBL. Mấy cái đường này là đường để cho dây cài vào các bác. Đấy. Cài trực tiếp qua đẩy đấy. Bây giờ em sẽ giới thiệu cái mặt bát này. Đấy. Con này đánh bát úp. Đâm ra đánh tiếng rất là uy lực. Đấy. Tiếng uy lực mà trầm này rất là nặng nên các bác đánh uy lực nên không bao giờ bị rung trầm, tiếng rất là đầm đấy, tiếng nghe rất là hay đấy. Bây giờ em sẽ lật ngửa trầm lên để cho các bác xem mặt của nó. Cục này rất là nặng, đấy, các bác xem. Đây là cấu hình mặt bát nhé, đấy. Củ trầm, gân của nó là gân cao su, rất khỏe. Đấy, mũ lõm JBL. Đây là bốn chân của nó đây các bác nhá. Đấy, con này bát úp ở dưới. Đấy, tiếng bát rất uy lực. Đấy, trầm nó test tiếng nó rất là khó nhận biết nên mình không test tiếng, mình chỉ giới thiệu sản phẩm với các bác nhé. Đấy, các bác thông cảm. Còn đâu về cấu hình này, nắp karaoke các bác đánh cùng loa BVB, các dòng loa nằm hỗ trợ thêm trầm đánh rất uy lực đấy. Còn đâu mà các dòng loa nằm các bác đánh chay một đôi hai đôi không thì tiếng bát nó không lên được sâu được, hoặc là đánh nâu, các bác cố gắng đánh to hay là hết công suất của loa BMW thì cái màng của gân mút nó sẽ nâu ngày, nó sẽ bị giãn nhá. Mình hỗ trợ thêm một cục trầm như này đấy, giá thành rất là mềm để hỗ trợ thêm tiếng bát. Đấy. Hát karaoke tiếng nó mới đầm tiếng. Đấy. Cục trầm này, cục trầm JBL bát 30 này, Tùng Nguyễn đang bán giá là 1,8 triệu, chưa có phí vận chuyển nha các bác. Đấy. Các bác có nhu cầu thì liên hệ Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972 068 141 để Tùng tư vấn trực tiếp các bác lắp đặt trầm. Đấy. Các bác thấy video của Tùng Nguyễn là hữu ích xin hãy chia sẻ và bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn. Các bác nhìn củ bát của nó rất là đẹp. Đấy. JBL rất là chuẩn. Hàng thương hiệu JBL. Chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Đấy. Hôm nay Tùng Nguyễn xin dừng ở đây. Xin chào tất cả các bạn.